hai người xóa bỏ hiềm khích vì tương lai của nhân loại. Họ quyết định cùng nhau cố gắng để nối tiếp giống loài. Anh ta tỏ ý tắm rửa xong sẽ bắt đầu tạo người. Nhưng người phụ nữ trước nay sống quy củ, bày tỏ rằng nên kết hôn trước, vì hạnh phúc của nửa đời còn lại, người đàn ông chỉ có thể thỏa hiệp. Người phụ nữ hạnh phúc bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ, còn anh ta thì chỉ cần chuẩn bị nhẫn là được. Đây là việc quan trọng nhất trong đời người đó. Cô ấy đến siêu thị bắt đầu mua sắm đồ đạc, không chút gì qua loa. Cô muốn tổ chức cho mình một đám cưới lãng mạn, còn người đàn ông thì không chút hứng thú, vẫn suốt ngày vui đùa chạy nhảy, chơi những trò chơi kỳ quặc. Thực ra trong lòng anh ta rất cự tuyệt, anh ta không muốn kết hôn với người phụ nữ này. Ngày cưới, những bông hoa rực rỡ dưới ánh nến, khung cảnh đám cưới được người phụ nữ dàn dựng rất lãng mạn. Cô ấy sẽ lên kế hoạch cho mọi thứ, rồi rất nhanh đã đến màn trao nhẫn. Người đàn ông sớm đã vứt chuyện này ra sau đầu. Thái độ thờ ơ này khiến người phụ nữ thất vọng. Cô ấy vứt bó hoa lại, tức giận bỏ đi. Suốt hai ngày không chút tin tức, khiến cho người đàn ông vô cùng lo lắng. Anh tìm đến nhà cô ấy, phát hiện phòng cưới mà cô đã chuẩn bị, mới nhận ra cô ấy đã chăm chút biết bao nhiêu. Vì để bày tỏ thành ý, anh ta lái xe đến tiệm vàng, lấy búa đập vỡ tủ kính, chọn vài chiếc nhẫn cưới ưng ý. Người phụ nữ rất vui vẻ, đám cưới giờ đã có thể tiếp tục. Người phụ nữ sau khi kết hôn liền tập quen với thói quen của người đàn ông. Họ cùng nhau đánh bóng, cùng nhau chơi những trò chơi điên rồ. Qua một thời gian chung sống, người đàn ông dần dần tiếp nhận cô. Một hôm, hai người lái xe chạy quanh hóng gió thì bất ngờ tông phải một chiếc ô tô khác. Người đàn ông nhanh chóng xuống xe kiểm tra. Từ trên xe kia bước xuống một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng. Thì ra, cô ấy cũng lần theo thông tin mà anh ta để lại, tìm được đến đây. Anh ta nhìn không chớp mắt. Một cô gái như vậy mới là mẫu người anh ấy thích. So với cô ấy, người phụ nữ quả là kém xa. Anh ta lập tức hối hận muộn màng. Sao anh lại kết hôn với một người phụ nữ trung niên chứ? Đây là ba tập đầu của bộ phim truyền hình Người đàn ông cuối cùng. Nếu bạn muốn biết liệu người đàn ông có được như ý nguyện về bên người đẹp, thì mời các bạn theo dõi bộ phim vậy. Ok, video kỳ này chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Thấy hay nhớ để lại cho mình một like.